Dũng cảm trong thời chiến, gương sáng trong thời bình là những phẩm chất đáng quý của cựu chiến binh Lâm Cảnh Cần, ngụ tại tổ 1, ấp Võ Dõng 2, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Thời gian qua, ông luôn nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực góp sức xây dựng quê hương Thống Nhất ngày càng phát triển và trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Cùng chung với niềm vui lớn của dân tộc những ngày tháng 4 lịch sử, cựu chiến binh Lâm Cảnh Cần lại bồi hồi nhớ lại như in ngày 30 tháng 4 1975 khi ông trực tiếp tham gia chiến đấu, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ông là chiến sĩ của Trung đoàn 66 Sư đoàn 304, đơn vị nòng cốt, thọc sâu, đánh thẳng vào Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau khi được huấn luyện 6 tháng tại tỉnh Thanh Hóa, đơn vị của ông được điều đi chiến đấu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, v.v. Sau khi nhiều tỉnh, khu vực miền Trung lần lượt giải phóng, Trung đoàn 66 nhận lệnh hành quân, miền Nam thẳng tiến. Đến trưa ngày 30 tháng 4 1975, các tiểu đoàn của Trung đoàn 66 lần lượt đánh chiếm các khu vực quan trọng của Sài Gòn như Dinh Độc Lập, Đài Phát Thanh, Tổng Nha, Cảnh sát, Quân cảng, v.v., góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đã là người lính, quá trình tôi luyện ở trong quân ngũ và được tham gia chiến trường từ Bình Trị Thiên cho đến vào giải phóng miền Nam khi đất nước hoàn toàn giải phóng, thì do yêu cầu nhiệm vụ cho nên là chúng tôi được điều sang quân quản và làm nhiệm vụ ở các địa phương ở phía Nam này. Thì suốt thời gian công tác đấy thì như vậy là làm từ các cán bộ ở xã phong trào rồi lên làm ở trên huyện. Thì khi đến tuổi về hưu thì tôi được trở về địa phương này. Thì đã là người lính rồi thì ở đâu cũng cố gắng phấn đấu để hoàn thành được nhiệm vụ. Quá trình rèn luyện thì tạo cho con người ta có cái phẩm chất đạo đức tốt và ý chí về quyết tâm bảo vệ đất nước và yêu đất nước, yêu dân tộc mình tốt hơn. Sau ngày giải phóng, ông Cần về nhận nhiệm vụ tại Đồng Nai. Ông được phân công vào lực lượng quân quản để hàng ngày đi tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện Thống Nhất. Khi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, ông Cần được lãnh đạo tạo điều kiện cho đi học các lớp chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn để về phục vụ tại địa phương. Không chỉ giỏi việc nước, ông Cần còn chu toàn việc nhà. Ông là gương cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi. Thành quả bây giờ có được, người dân được thanh bình, đất nước kinh tế phát triển và Việt Nam là một là được như thế là nổi lên trong trên thế toàn thế giới về kinh tế cũng như thế là về chính trị rồi về như thế là ngoại giao, đó một cái điều là như thế là rất phi thường. Mà cái công lao đấy nếu không có những người đã hy sinh, những người đã nằm lại để mà giải phóng dân tộc thì đất nước chúng ta thì chưa hiểu nó như thế nào. Một khi mà còn bị ngoại xâm xâm lược thì như thế là chúng ta sẽ vẫn là nô lệ. Thông qua đây chúng tôi gửi đến bạn trẻ là phải nhớ, gọi là nguồn cội của dân tộc, nhớ đến công lao của những người đã hy sinh vì đất nước để chúng ta như thế là phấn đấu vươn lên để mà tiếp nối cái sự nghiệp của cha của chúng ta và xây dựng chúng ta càng ngày càng tốt hơn. Tấm gương sáng trong lĩnh vực là cựu chiến binh thì nó có rất nhiều, nhưng mà tiêu biểu thì phải nói trong cái cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thì có đồng chí Lâm Cảnh Cần, là đồng chí tham gia là ở đơn vị Trung đoàn 66 sau khi giải phóng miền Nam thì đánh chiếm vào Dinh Độc Lập, và cho đến bây giờ bản thân đồng chí vẫn là những người noi gương rất là tốt cho các cái thế hệ đàn em đi theo, đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ ở trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng thời là những tấm gương để nuôi dạy con cái nên người, rồi cống hiến cho Tổ quốc ở trong cái điều kiện là đất nước đã được hòa bình. Đã 7 lần bị thương trong chiến tranh với thương tật 21%, hiện trong cơ thể vẫn còn những vết cắt, những mảng đạn, nhưng phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn còn nguyên vẹn. Trở về cuộc sống đời thường, ông là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Ông mong muốn các thế hệ trẻ phải luôn ghi nhớ những sự hy sinh máu xương của cha ông để đất nước được toàn thắng, non sông thu về một mối.